Thưa quý vị, cùng với tri thức, kỹ năng mềm được xem là chìa khóa rất quan trọng giúp con người phát triển, mở ra cánh cửa dẫn tới hết thành công. Tại các trường đại học, bậc thềm quan trọng trước khi bước vào đời, sinh viên ngày nay có nhiều cơ hội để nâng cao kỹ năng, khai phá các tiềm năng của bản thân thông qua nhiều hoạt động ngoại khóa hấp dẫn. Chuỗi talk show về marketing số hút được khoa marketing trường Đại học Kinh tế Đại học Đà Nẵng tổ chức xuyên suốt từ cuối tháng 3 tới nay đã thu hút được sự tham gia của đông đảo sinh viên quan tâm đến lĩnh vực marketing. Thông qua sự chia sẻ của các chuyên gia, doanh nhân, các cuộc thi, sinh viên hiểu rõ hơn về ngành nghề cũng như từng bước xác định được lối đi phù hợp cho mình trong lĩnh vực này. Cái buổi workshop ngày hôm nay thì tìm hiểu về digital marketing thì tụi em sẽ tiếp cận được những cái công cụ để chúng ta có thể tối ưu hóa cái việc làm marketing. Tụi em sẽ được cọ sát tiếp cận với nhiều cái lĩnh vực ngành nghề và đặc biệt là trong cái mảng marketing. Thì thông qua đó thì tụi em sẽ biết được là mình phù hợp với cái lĩnh vực nào, ngành nghề nào. Học qua những buổi talk show, workshop đang là mô hình sinh hoạt ngoại khóa được nhiều trường đại học cao đẳng triển khai trong thời gian gần đây. Nếu hết trên giảng đường, sinh viên được tiếp nhận kiến thức từ một giảng viên trong một môn học, thì ở các workshop, các bạn có thể tìm được nhiều cách nhìn trong cùng một vấn đề. Để mà bồi đắp thêm những cái kỹ năng thực chiến, những kỹ năng mềm, thì các thầy cô cũng cố gắng lồng ghép trong quá trình tạo ra đa dạng các cái hoạt động cho sinh viên. Ví dụ như là những cái dự án làm thực chiến của từ các cái môn học, như là fashion show and branding, rồi các dự án làm sản phẩm mới và hay là một chuỗi các cái workshop. Những phương thức tổ chức đa dạng, cách truyền tải nội dung mới mẻ, có tính tương tác cao là chìa khóa để sinh viên tìm được sự hứng khởi trong học tập và khởi nghiệp. Bên cạnh đó, các trường đại học cao đẳng cũng tích cực có nhiều hoạt động gắn kết với doanh nghiệp, giúp sinh viên gắn lý thuyết với thực tiễn, nâng cao năng lực thực tiễn và kỹ năng mềm. Thì trong quá trình khởi nghiệp thì không phải bạn nào sinh viên cũng ra làm doanh nghiệp hết, mà chúng ta phải đào tạo cho các bạn, quan trọng nhất là kỹ năng, kiến thức thì trong nhà trường nhưng mà kỹ năng phải nằm ở ngoài xã hội thông qua các doanh nghiệp khởi nghiệp. Thứ hai nữa là các bạn có sự khát vọng, tức là tinh thần khởi nghiệp, văn hóa khởi nghiệp, văn hóa đổi mới sáng tạo, luôn luôn nhìn vấn đề này ở dưới dạng là tại sao không và làm bằng cách nào, chứ không phải là chúng ta mang tính là rập khuôn rồi chúng ta theo một cái quy trình cứng nhắc. Như vậy ấy thì nó sẽ tạo ra những con người nó không được gọi là năng động trong cái môi trường ngoài doanh nghiệp. Sinh viên thời đại 4.0 có nhiều ưu thế nhưng cũng đối mặt với những cạnh tranh khốc liệt khác biệt hoàn toàn so với các thế hệ đi trước. Thực tế cho thấy hầu hết các nhà tuyển dụng đều rất coi trọng kỹ năng mềm của ứng viên và xem đây là một trong những tiêu chí hàng đầu để đánh giá nhân lực. Tuy nhiên, việc có được những kỹ năng không chỉ đơn giản qua một buổi talk show, tham gia một chương trình, một cuộc thi mà còn phải được rèn luyện mỗi ngày để biến kỹ năng mềm thành thế mạnh của bản thân.